Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trận Sắt Hải Phòng. Trong video này thì mình xin giới thiệu với các bạn về chiếc dây khóa mã số. Bạn có thể sử dụng để khóa nhà, khóa xe hay là bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Với những chiếc ổ khóa thông thường, bạn sẽ phải mang theo chìa để mở khóa. Và nếu chẳng may bị rơi hay là quên chìa khóa thì sẽ rất là bất tiện. Với chiếc khóa sử dụng mã số như thế này thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều cho bạn. Bạn không cần phải mang theo chìa khóa nữa, mà bạn chỉ cần nhớ mã số là được. Và trong video này thì mình xin giới thiệu nhanh với các bạn về chiếc khóa dây loại sử dụng mã số. Đây là chiếc khóa dây loại ngắn. Ngoài ra thì bên mình còn khá nhiều các loại dây khác nữa, tùy vào mục đích sử dụng của bạn. Bạn có thể thấy là đường kính của dây khá là to và chắc chắn, nhưng thông thường thì để khóa nhà hay khóa xe thì loại ngắn này khá là phổ biến. Bạn có thể thấy là có 5 dãy mã số. Việc dò ra được mã số này thì cực kỳ mất thời gian, do đó tính bảo mật sẽ tốt hơn so với chìa khóa thông thường. Mã số mặc định ban đầu đó là 5 số 0. Khi bạn xoay tất cả về 5 số 0 thì sẽ mở được khóa như mình đang làm. Và nếu bạn chỉ cần thay đổi một dãy số thì lập tức sẽ được khóa lại. Và bạn phải xoay đúng mã số đã đặt thì mới mở được. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi mật mã. Bạn sẽ tháo nó ra như thế này. Và bạn sẽ xoay chiếc núm này theo chiều kim đồng hồ. Bây giờ thì bạn sẽ đổi theo mã số mà bạn mong muốn. Ở đây mình để là 00001. Và sau đó thì mình sẽ xoay chiếc núm xoay lại ngược chiều kim đồng hồ như lúc ban đầu. Vậy là xong. Và bây giờ thì mình sẽ khóa lại. Như các bạn thấy, mình đã đổi mật mã về 5 số 0. Nhưng mã số đã được đổi, do đó sẽ không mở được khóa. Và mình sẽ thay đổi dãy mã số cuối cùng về số 1 thì khóa đã được mở. Ngoài ra thì bạn có thể đổi mã số theo con số bất kỳ. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu nhanh với các bạn về chiếc khóa dây loại dùng mã số khá là tiện. Thông tin chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.